Nếu các bạn muốn mua robot, hãy truy cập ngay bánrobot.vn, nơi bán robot an toàn, giá rẻ, uy tín nhất. Hello, xin chào tất cả các bạn nha. Ngày hôm nay chúng ta lại tiếp tục cái chương trình gọi là đi săn bao ti làm gọi là săn bao ti và kiếm thêm cả Bailey nữa, làm mà gọi là cái gì thợ săn hải tặc, thợ săn tiền thưởng gì đó, nói chung muốn kêu cái gì thì kêu. Thì bây giờ chúng ta sẽ kiếm cho mình một cái người đầu tiên nhá. Hiện tại thì tôi cũng đang 19 M3 luôn, chắc là nhiều khi tôi làm xong cái này tôi cũng lên được 200k bounty nữa, vừa có bounty mà vừa có Bailey nữa, quá là ngon. Các bữa nay thì cũng cố gắng săn khoảng triệu nhé mọi người, khoảng triệu Bailey. Đấy, triệu Bailey hoặc là 500k, ít nhất là 500k. Đấy. Tôi đã thấy mục tiêu của tôi rồi, trong trái Mochi, ông đó Mochi đang rượt ông kia, tôi đang rượt ổng. Mà hình như ổng không biết là tôi đang rượt ổng hay sao á chứ. Ây da, thấy à. Thấy rồi, vô kèo anh trai, vô kèo. Trời ơi, 50k đầu tiên, gì là 100k đầu tiên đang đứng trước mặt tôi, muốn may quay cuồng đây. Trời ơi, cũng khác đây, cũng rồi đây. Nhưng mà sao mà đỡ được tôi, không có đỡ nổi tôi đâu. Rồi. Làm sao mà đỡ được, làm sao mà đỡ được, ok không ké, không chưa. Dạ, chi đồ, nói chung thì tôi cầm cái rồng mà tôi không ngán mấy mua chi nữa. Tôi cầm mua chi, tôi không ngán mấy rồng mà tôi cầm rồng mà tôi không ngán mấy mua chi. Nói chung là chỉ đang có thừa là nó vậy. Gì vậy, thôi, quần tôi hơi nhiều đó, nằm xuống đi bạn ơi. 900k bounty kèm, giờ 900k Billy kèm thêm đó là 10k bounty nè. Tôi không có gồng 14 luôn, tôi gồng 14 chi, ổng muốn chạy rồi, ổng cắn máu, ổng muốn chạy rồi mọi người. Muốn chạy, chập cái rồng mà chạy thì nó không đánh được, cái rồng phải kiểu dạng như là đánh ở dưới thấp thôi, đánh trên cao thì không đánh được mọi người à. Thôi, đừng cố gắng nữa anh trai à. Quánh dư ý từ từ bỏ chạy à. Chạm đồ đâu, cái rồng bay được. Cái rồng bay được bạn ơi. Còn cố gắng cũng vậy thôi à. Giờ bạn hết đường rồi. Buông tay chịu trói đi mọi người à. Như vậy bạn à. Buông tay chịu trói đi. Buông tay chịu trói. Ôi chưa chết luôn à. Quá view vẫn còn chạy được. Vẫn cố gắng chạy mọi người à. Rồi chị ghét từ hồi này. Ông đáp xuống ngay. Ông đáp xuống ngay cái chỗ quán cà phê đi. Tôi chửi chị ghét cho ông cút à. Đáp xuống. Đáp xuống. Bực lên nha. 10k. Đúng rồi như tôi nói. 100k. Ô ti. Vì là 100k Bailey cũng 10k. Đó, giờ chúng ta sẽ đi kiếm kèo khác nha mọi người. Thì cái gì mà ác ôm vậy anh trai, từ từ em mới vừa nhận kèo xong, em mới vừa nhận xong mà anh quýnh em rồi. Bữa nay chúng ta sẽ cố gắng kiếm triệu hoặc ít nhất là 500k Bailey nhé mọi người. Còn bounty thì chắc là 200k. Đấy, vừa có tiền vừa có cả Bailey nữa. Mà nghe có cái màu hình như là tôi đang đánh mấy ông này lấy bounty chứ không phải Bailey mọi người à. Tại vì ông này ổng ở trong cái danh sách của tôi. Mà thôi, ổng quýnh là ổng quất tôi thì tôi quất ổng luôn. Là ổng quất tôi thì tôi quất ổng luôn, tôi xin ổng tí bao ti luôn. Nè. Như ổng quýnh tôi, làm gì ổng? Làm gì ổng đâu quýnh được. Trời ơi, hai đứa luôn à. Hai bèo ra. Thôi, từ từ, mình tỉnh. Có gì mình từ từ nói. Căng có vậy anh trai. Căng nói vậy, thôi chắc là tôi sẽ gồng cái V4 luôn lên. Tôi đủ cái chiên lên, tôi sẽ gồng cái V4 luôn lên. Chiên hơi đồng, có một khổ nữa. Kém chết đấy, của nó có đồ giống mày phật tổ kiểu 2-3k bounty. Cầm phật tổ nó chặt chết hồi nào cũng hai đó, nó cầm phật tổ nó chặt chết hồi nào cũng hai, cầm cũng hai đó. Trời ơi, gồng 14 hả? Gồng 14, chứ không 14, chứ nói là mày. Cái phật tổ này mày sao vậy? Tôi lấy bounty phật tổ rồi các mọi người à. Lấy bounty phật tổ ra đã. Nó chạy à? Chạy hay đánh? Đó rồi. Có nhiều mấy ông mày chạy đâu hết rồi, này, chạy qua bên kia đánh đánh nhà máy à, gì đâu đánh hải tặc trên biển à, để tôi qua tôi ké nè. Cái pha này tôi nghĩ chắc là tôi lấy bao ti là nhiều hơn mọi người, chắc là cái pha xăng kia thì tôi không thấy cái ông đó ở trong này. Cái con một tổ này mày đi ra đây, mày chạy đâu chứ, mày chạy đi đâu máu rồi, xin nha. Chứ chết à. Châu thì cũng phải chết thôi. Chết. Này là săn ti cho vui thôi nha mọi người. Chứ mấy ông này không trong cái list fan là tôi săn ti. Giờ tôi săn ti cũng phải heo người đàng hoàng tôi mới săn. Tôi không đánh bậy bạ nữa. Ai có trong cái danh sách có 50k ông kia bị mất tiêu rồi, bị mất cái tiền rồi. Thôi vậy thôi, tôi quất mấy ông này tôi lấy bao ti vậy.
cái công ty vậy? Ông chạy đâu? Ông chạy đi đâu? Chạy đâu? Ông chạy đâu quần? Chạy lên quần. Đây 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 đây. Lết lết bò bò. Lết lết bò bò. Đó, thêm một ông nữa 12k. Cái con Phật tổ này. Nhìn cái con Phật tổ đó là con mèo chứ phải con Phật tổ đúng mọi người. Nó bựa thật sự rồi. Nó đâu rồi? Con Phật tổ mèo đâu rồi? Hé, ông này quýnh được luôn hả? Ai cũng quýnh được, tôi lại gần tôi là tôi hốt hết. Lại gần tôi là tôi hốt hết. Lại gần tôi là tôi hốt hết. Tao còn ai đó không? Đang gọi là đang hừng nè, đang không có gì làm nè. Đi tìm mấy ông kia cực quá, người đi tìm mấy ông kia cực quá. Ra đánh đấm nhau kiếm một tí tí. Đấm nhau kiếm một tí tí. Đấm nhau kiếm một tí tí rồi. Xin một kill đó nha, 12k. Đấm nhau thôi mọi người à. Các phần thực bảo này, mày sao? Mày muốn như thế nào? Chạy à? Cũng làm cái gì, bỏ chạy á mà. Anh tưởng anh thật đỏ anh làm cái gì? Anh ra anh bỏ chạy. Chạy đâu? Chạy đi đâu? Ủa không muốn chút. Chạy đâu rồi sao? Hết chạy. Hết chạy. Ok bị ông kia KS rồi. Thôi chạy ông đi. Mấy này giờ tôi quýnh nó dễ lắm mọi người. Giờ cảm giác tôi 19 mà tôi dễ lắm. Đây đây đây. Tôi mới đi tìm thêm nữa mọi người. Này tôi thấy tôi được cái cửa rồi. Tôi thấy không ít Dragon rồi. Đây mục tiêu tiếp theo của chúng ta. Này tìm Melee đây chứ đâu nữa mọi người. Melee ở đây chứ đâu nữa. Trời. Mà tôi sợ quýnh mấy ông này mà dứt điểm không được là mấy ông bỏ chạy mọi người. Chạy lẹ lắm. Dứt điểm không được là mấy ông chạy. Kiểu chạy mà kẹo chạy bán không bán chết luôn á. Đừng có chạy nha. Có gì chúng ta từ từ nói cũng được mà đâu sao đúng không. Vô. Vô vô. Vô. Rồi rồi tôi thấy dồn. Rồi ổng né được. Rồi tôi thấy chúng mày ổng chạy đó mọi người à. Không biết là tôi có lấy được cái 100k Belly này kèm thêm 10k bounty hay không. Hãy tắt nó nhiều. Đi server nào cũng gặp thấy tắt trên biển hết á. Rồi ổng chạy rồi. Đi coi pha này tôi dí được không nha. Ui ui ui. Thì coi bánh trái. Chạy dữ vậy. Ui trời ơi. Được. Anh quay lại anh quýnh em lại. Em thấy em vui rồi đó. Em chỉ cần đánh anh một combo nữa là anh cút rồi. Nó nhiều. Rồi 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 ơ kìa lắm hai biểu chạy chạy 10k 100k tiền với 10k bounty quá là ngon luôn. Kiếm kèo khác thôi được rồi nãy giờ cũng được mấy trăm k rồi đấy. Đây 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 ông này làm gì á. Ông này làm gì á. Tôi đang tính dỗ ông ơi. Ok ông reset luôn à. Hay rồi có tự nhiên có được 100k ngon thế nhờ. Được gọi là ông kia ổng chấp nhận bị tôi quýnh. Ổng thấy tôi quýnh ổng reset luôn ổng cho tôi kêu luôn. Được hợp lý đấy. Để coi 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 còn ai nhận được không. Thành 1 hay 3 hả. Thôi đều kiếm thành đi coi. Thành này đâu rồi à. Thấy Thành rồi, thấy Thành rồi. Thằng đánh boss, thằng này đánh boss. Thành đừng có gọi là phụ kêu phụ con boss nữa mới quýnh lộn với Thành. Trời ơi trời ơi. Thành nó có mặt bê thiệt mọi người ơi. Trời ơi, Thành nó không có bê bê. Đi gạ kèo bê bê Thành ra. Đi gạ bê bê. Chú đi. Chú đi Thành. À, bỏ rồi, được, ngon. Trời ơi, tiền đây nữa chứ đâu mọi người. Tiền đây nữa chứ đâu mọi người. Rồi sao, Thành hết chạy. Ô, Thành có tập cá bê ba. Ừ, Thành trắng máu rồi. Thành chạy đâu. Hình như là mấy ông này không quan tâm tôi lắm. Tôi đánh mấy ông cũng không quan tâm tôi lắm. Không thèm đánh tôi lại cái nào luôn mọi người à. Thấy rồi. Thành sắp chết, Trời ơi, trên luôn. Nó là liên. Thôi, lừa quýnh bót quá. Đánh nào. Thôi đi. Quên. Nhiệm vụ của tôi là như vậy thôi. Thôi để tôi quay về tôi coi còn ai không. Còn kèo nào nữa không. Làm tiếp mọi người à. Trời ơi. Mới vô server này ngon á chứ. Cái bờ này làm được mấy kèo ngon á chứ. Trời Thành muốn đánh cái gì Thành đánh đi. Chứ tôi lừa đánh boss lắm. Tôi chủ yếu là săn multi với săn melee thôi. Đây còn bạn Wolfman gì đây. Để tôi nhận bạn đó tôi đi tìm thử coi tìm được bạn đó không nha mọi người. Tôi cũng không chắc nữa. Đây đi vòng vòng tôi tìm bạn đó thử coi. Ngon vô xe bờ này làm cũng gần hết luôn rồi. Làm gần hết mấy ông kia luôn rồi. Có bao nhiêu tôi cũng gom hết rồi mọi người à. Để tôi đi tìm bạn Wolfman này coi bạn ở đâu. Bạn Wolfman
Trời ơi, tôi không tìm được quân phim nhưng mà tôi tìm được bạn nam 170913 nha mọi người. Bạn này bị cái gì AFK rồi. Trời ơi, lại AFK rủ solo không đánh mà cứ lại AFK. Tại sao đánh thường? Đánh thường. Ok. Trời đất ơi, vô chi chưa? Cây thế nhờ. Tại sao không nhận được ta? Ông bị lát cái gì rồi? Nó cũng bị lát cái gì rồi mọi người. Để thử tôi đánh không? Tôi đánh không lấy bài tì mới được. Được. Ở đánh được nè. Rồi xong. Ghét lấy bài tì. Có bài ly thì lấy bài tì. Cái thế nhờ. Tự nhiên đánh thường cái nó kêu là nghi vấn cái nó không cho tôi bài ly luôn. Không cho tôi hoàn thành nhiệm vụ luôn mọi người. Ghét lấy bài tì. Cái thế nhờ. Ờ lên 19:04 luôn rồi nè. 19:04 nãy giờ luôn rồi hay gì á, tôi không để ý lắm mọi người ạ. Nhiều khi gần lên 19:05 luôn rồi cũng không chừng đấy. Trời ơi, nó chán. Coi, đi kiếm kèo khác nè. Đây, 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 tôi có một kèo mới mọi người. Hit MB. Một ông ấy sử dụng cái Phật nổ à. Xinh nha. Đó, có bao tì, có bê ly. Còn làm canh đao liền đó, mọi người thấy không? Rất là đơn giản luôn. Để coi ai còn ai không, thì kiếm mấy cái coi. S nè, đây là tôi mới thấy nó đứng đâu đằng kia mọi người ạ. Tôi mới thấy nó đứng đâu đằng kia vậy phải. À, tôi thấy rồi. Xong rồi con. Ok, đâu này tôi sẽ chết vậy. Tôi thấy cái thằng E nè. Không, tôi thấy một cái thằng khác. Cái thằng E. Tài. Tôi thấy Tài rồi mọi người ạ. Tài nó đứng đó. Tôi múc đằng kia kìa. Đây, Tài đây rồi. Nó đang thăm gì đằng kia đấy. Con vật bảo này mày né tao ra nha. Nó không chơi với mày đâu. Mày xong việc với tao rồi, tao không có thèm lấy bao ti mày nữa đâu, tao lấy tiền thôi. Lấy tiền rồi, tao lấy bê ly ở đâu, đủ rồi, đủ vốn rồi. Mày hả Tài, mày xong rồi Tài. Tài đừng có chạy nha. Rồi xong, Tài nó xài trái phụ hoàng. Rồi xong, hết chiến Tài luôn. Trời ơi, tôi chiến Tài nó chạy tới đây luôn rồi nè mọi người ạ. Nó đứng đây rồi, nó đánh rồi mọi người ơi. Thiệt sự luôn á. Nó chửi tôi quá mọi người ạ. Tại nó chửi tôi quá. Có còn cái thằng Phật tổ mày nữa. Mày muốn gì? À để tôi lấy con tim mày luôn nha. Ngứa. Mày ngứa hả? Thiệt ra là tôi Tài mọi người. Tài nó chạy. Mày chạy đâu Tài? Mày xong rồi Tài ơi. Mày xong rồi Tài. Mày hả Tài? Mày. Ơ kìa, mày có Phật tổ cái rồi. Cái thế. Thằng Phật tổ này. Lấy cái bao tì thằng Phật tổ này cái mọi người. Cái thế à. Phật tổ cái cáo như thế nè. Tôi không lấy được cái bê ly từ thằng Tài. Tao lấy bao tì của mày. Nào. Thưởng tao. Đắp xuống đây. Đắp xuống đây nhanh lên. Trắng máu. Phật tổ vô chi nè. Cái đây. Chạy thế à, không ăn được cái kill đó của Tài rồi, tiếc ghê luôn á mọi người ạ. À. Cái thật sự luôn mà thôi, tôi sẽ đi kiếm kẹo khác nữa mọi người ạ. À. Còn nhiều kẹo mà, nói gì. Nhưng mà hơi cực thôi, tìm mọi người, hơi cực thôi mọi người ạ. À. Đây, LT. LT, tôi tìm con này cũng là trong server này nha mọi người. LT. Có kẹo không chết, à sao chết độc à. Cái thằng LT này nằm xuống đi. Chứ là tôi 19:05 luôn rồi á mọi người ạ. À. Máy bill nãy giờ tôi quýnh lên bê ly nhiều. Nãy giờ kiểu như tôi đi săn tôi không săn được bê ly á. Nhưng mà tôi gặp kèo bê tôi đánh cái giờ của tôi lên 19:05 luôn rồi. 200k OT rồi đấy. Tiền hình như mới có khoảng 500k thôi. Tiền hình như mới khoảng 500k thôi mọi người ạ. À. 500k OT Billy thôi nhưng mà đã 200k OT rồi. Thôi tôi sẽ săn vài kill đó đi. Săn thêm vài kill đó đi. Đó, rồi cũng lên triệu đồ chứ. Mày xong mày rồi con xin nha. Ngon liền. 19:05 luôn rồi. Trời ơi. Còn ai nữa không? Kiếm thêm coi. Đây, tôi thấy một bạn rồi, tôi mới vừa nhận bạn Gogeta mọi người ạ. Gogeta. Ấy, giờ tôi phải nhận nhiệm vụ xong tôi phải đi vòng vòng tôi tìm mọi người ạ. Cực lắm.
xong ông này nữa là hình như tôi gần được 700k Bali rồi, hình như là 700k Bali rồi, 700k Bali và 9 m/s rồi, 19 m/s rồi, gọi là đạt cái chỉ tiêu rồi, chắc là xong kiểu này nữa thôi mọi người ạ, xong kiểu này nữa là chắc là thôi không đánh nữa. Đấy, ngon lành luôn, thôi thì hiện tại chúng ta làm luôn con boss này nha mọi người, hiện tại chúng ta làm luôn con boss nha, hiện tại làm luôn con boss chứ đã làm gì cũng ngon mà. Rồi hiện tại chúng ta hốt luôn con boss giùm bạn đó, lỡ kêu bạn đó rồi lấy Bali, bạn lấy bao ti lấy Bali bạn đó rồi, chúng ta kêu họ bạn đó con boss cũng được sao. Ôi trời ơi, chắc là xong cái này tôi cũng kết thúc luôn nha mọi người, gọi là xong cái chương trình đi săn, gọi là thợ săn hải tặc, gì động thợ săn tiền thưởng, thợ săn hải tặc kết thúc cái video thứ hai. Nếu mấy ông thích cái gọi là những cái video vừa săn tiền thưởng mà vừa săn bounty thì mấy ông cứ comment bên dưới thì mình sẽ làm tiếp tục những cái video này cho mấy ông xem ha. Rồi tôi sẽ kêu con boss này phụ ổng xong rồi thôi kết thúc được rồi, ok. Rồi rồi mình sẽ kết thúc cái clip gọi là hóa thợ săn hải tặc mọi người, hình như là tôi săn cũng cả triệu Bali đấy, cũng cả triệu Bali rồi mọi người, nhưng mà thôi các kỳ này tôi không random đâu. Rồi săn bounty mà gọi là săn Bali mà có thêm bounty nữa, từ 9m3 mình lên 9m5 luôn rồi mọi người ạ. Nó lên 200k bounty nữa rồi và cũng được thêm đống Bali nữa, 1 triệu Bali nữa. Trời ơi, đúng là làm thợ săn hải tặc đôi lúc nó gọi là nó hơi cực nhưng mà cũng vui mọi người, vừa có Bali mà vừa có cả bounty nữa, khá là ngon ha. Rồi mình sẽ kết thúc cái clip này tại đây thôi mọi người, thấy clip như thế nào để lại bình luận bên dưới nha, cảm ơn mọi người rất nhiều, bye bye.